quê hương Nhàn Chăn Vua dậy sóng, chị Nhàn trốn để lại đống thối quan nhà hốt. Vào ngày 19 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tất cả các nhân vật này đều dính tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người phụ nữ đầy quyền lực của Việt Nam hiện đang trốn chạy tại châu Âu. Ông Tô Lâm cho càn quét đợt 3 đối với tỉnh nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây được xem là đợt càn quét thứ 3 đối với những người có liên quan đến bà Nhàn. Và hồi đầu tháng, ông Tô Lâm cũng đã cho bắt tạm giam và khám xét nơi ở làm việc đối với ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và xa nữa, vào tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm cho bắt ông Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế. Ông Nguyễn Đặng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Và ông Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên công ty IC, Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên công ty, và ông Đặng Xuân Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần Thẩm Định, và ông Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty IC, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cả ba đợt bắt vừa qua đều liên quan đến cùng một vụ án, đó là vụ án liên quan đến Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Đây có thể vẫn chưa phải là đợt cuối cùng, rất có thể sẽ có thêm một hay rất nhiều đợt bắt bớ nữa, bởi tỉnh Bắc Ninh dính líu đến bà Nhàn đâu chỉ có Sở Y tế mà thôi. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang chơi trò trốn tìm với ông Đại tướng Tô Lâm. Tại tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn được tỉnh nhà ưu tiên cho rất nhiều gói thầu, có thể kể ra như sau. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng cho Sở Tài nguyên Môi trường. Công ty IC trúng gói thầu này vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 với giá gần 103 tỷ đồng. Một gói mua sắm thiết bị tương tự gói trên giao cho IC vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 với giá 159 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này giao cho IC vào tháng 10 năm 2018 với hơn 90 tỷ đồng. Bây giờ có bắt bao nhiêu quan chức thì phe ông Tổng vẫn là phe thua, bởi điều này không giúp ích gì cho ông Tổng trong việc thay đổi cục diện trên bàn cờ chính trị. Điều ông Trọng cần là bắt nhân vật chính là người phụ nữ có tài chăn vua để điều tra về có bao nhiêu vua đã qua tay bà và các vua đó đã làm gì, liệu có vua nào tạo phản hay không. Bà Nhàn không phải là quan chức, nhưng bà khiến cho các quan chức cấp tỉnh phải cầu cạnh bà, phải nhờ đến bà bởi bà chăn được vua. Giờ đây bà Nhàn đã bỏ trốn và để lại hậu quả cho những người đã từng dính tới bà phải gánh chịu. Dính thì bà Nhàn đâu chỉ có quan chức tỉnh Bắc Ninh, ngoài những người đã bị bắt giam và những người bị bắt đưa ra xét xử thì vẫn còn rất nhiều quan chức khác dính tới bà Nhàn. Những người này đang run sợ, không biết bao giờ tai họa sẽ ập đến với mình. Kẻ săn mồi Tô Lâm thì vẫn đang bất lực trước con mồi Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào tháng 8 năm 2017, Cổng Thông tin Điện tử Học viện Trung tâm và 5 học sinh trực thuộc Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giao cho AC của bà Nhàn cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm. Nếu khui phụ này ra thì ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng khó mà thoát được. Tuy nhiên, người của phe ông Tổng thì đều có thể yên tâm, bởi ông Tổng nói vậy chứ không phải vậy. Ông nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng ông lại tạo ra rất nhiều vùng cấm để phe ta ẩn nấp. Cho nên người của phe ông Tổng thì có thể yên tâm, ít nhất là cho tới khi ông hết quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin ngày hôm nay. Quê hương Nhàn chăn vua dậy sóng, chị Nhàn trốn để lại đống thối quan nhà hốt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vụ Nguyễn Công Khế, Vượng Vin và Lam Săn, người thấy mùi chẳng lành, chuồn sớm. Theo những thông tin mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng công tác tại Thời báo Thanh niên thời Nguyễn Công Khế làm tổng biên tập cho biết như sau. Diễn biến tiếp theo hầu như ban biên tập không báo ra toàn cơ quan, nên những người chỉ làm chuyên môn như tôi không hề biết dự án tiến hành như thế nào. Tôi biết Thời báo Thanh niên và cả tập đoàn truyền thông Thanh niên không thể có đủ vài trăm tỷ để mua khu đất, chứ đừng nói làm cả một dự án to lớn. Một thời gian sau thì tôi tình cờ biết được báo Thanh niên đã vay của ông Vượng một số tiền khá lớn để mà mua đất. Ông Nguyễn Công Khế: như vậy là để có tiền mua đất, dù mua với giá của nhà nước thì báo Thanh niên cũng không đủ tiền. Và lúc đó Phạm Nhật Vượng đã nhảy vào cứu ông Khế, mà thực chất là giúp ông Khế làm sai. Tuy nhiên khi bắt ông Nguyễn Công Khế, báo chí nhà nước đã đưa tin mập mờ và cố tình giấu tên công ty đã tham gia góp vốn cùng tập đoàn truyền thông Thanh niên để lập ra công ty cổ phần bất động sản Thanh niên. Tờ báo Việt Nam Express chỉ biết rằng ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng với công ty cổ phần tập đoàn Thanh niên và một công ty khác để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh niên. Có thể thấy Vin vẫn là một vùng cấm mà báo chí tự động giấu tên nếu liên quan đến những vụ tiêu cực. Thực tế, công ty cổ phần bất động sản Thanh niên ban đầu là sự góp vốn của báo Thanh niên và công ty cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng. Báo phía Thanh niên góp quyền sử dụng đất và được tính là 51% cổ phần. Sau đó, ông Lê Viết Lam lại nhảy vào và công ty cổ phần bất động sản Thanh niên tăng thành 4 cổ đông, trong đó có công ty cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng góp 10,5% vốn điều lệ, báo Thanh niên góp 15% cổ phần vốn điều lệ, công ty cổ phần tập đoàn Thanh niên góp 6,3%, công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời tức Sun Group của Lê Viết Lam chiếm đến 68% vốn điều lệ. Ông Phạm Nhật Vượng: vậy thì ngoài ông Khế còn có hai đại gia khác hà hơi tiếp sức cho ông Khế thực hiện chót lọt thương vụ kể trên, đó là ông Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam. Điều đáng nói, đây là khu đất vàng thuận tiện cho việc phát triển dự án. Chính ông Vượng và ông Lam là những người kinh doanh bất động sản rất cần đất để làm dự án. Nhưng tại sao trong khi ông này tiếp cận dự án trước tiên nhưng lại không thâu tóm để cho Vinhomes hay Sun Group, mà lại để dự án này rơi vào tay Bùi Thành Nhơn? Chẳng lẽ hai đại gia này người thấy mùi chẳng lành hay sao? Việc phù phép để khu đất 151-155 Bến Vân Đồn về tay tư nhân, ông Khế không làm một mình. Cả ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam đều tham gia truyền nội công để ông Khế xông trận. Vậy thì chẳng lẽ ông Vượng và ông Lam không có một chút trách nhiệm nào hay sao? Có thể nói công ty cổ phần bất động sản Thanh niên là một công ty lập ra để phù phép khu đất trên, chứ không phải để thực hiện dự án. Chức năng thực hiện dự án chỉ là bình phong mục đích chính của việc mua đất với giá rẻ của nhà nước rồi bán lại với giá thị trường để hưởng chênh lệch rất lớn. Đây là trò chơi rất rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận lớn. Ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam chỉ tham gia ở công đoạn phủ phép rồi rút êm. Kể ra hai vị đại gia này cũng rất khôn. Ông Lê Viết Lam: đây mới chỉ là những người đã giúp cho ông Nguyễn Công Khế có tiền để mua khu đất. Còn những người đã giúp đẩy miếng đất đó vào tay ông Khế là ai? Và đang là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bởi theo như nhà báo Huỳnh Ngọc Chân nhận xét, thì dưới tài ngoại giao của ông Khế mọi việc diễn ra xuôi sẻ. Khoảng một năm sau thì báo Thanh niên nhận được khu đất. Chỉ sau một năm làm thủ tục mà đất đã được trao tay, đây được xem là thời gian giải quyết hồ sơ cực nhanh trong cái bộ máy nhà nước quan liêu này. Nếu không có anh Năm, anh Ba, anh Tư nào đó làm lớn ở Trung ương giúp đỡ, thì hồ sơ khó mà được giải quyết nhanh gọn đến thế. Có thể nói nếu khui hết tất cả những người có liên quan đến vụ án ông Công Khế thì một số đại gia có máu mặt nhất tại Việt Nam và những quan chức, cựu quan chức lớn đều có dính líu cả. Tuy nhiên, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có muốn khui đến đâu mà thôi, và có khui hết hay không, hay lập ra vùng cấm rồi chỉ xử lý mình ông Khế mà thôi.
chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Nguyễn Công Khế, Vượng Vin và Lam Săn ngửi thấy mùi chẳng lành chuồn sớm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.